màu xanh như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm với mình nhé. Mình sẽ tô tiếp này. Như vậy là mình đã tô xong những cái cánh hoa như thế này. Để mình đã tô xong cái phần bông hoa bên trong. Giờ mình sẽ cắt ra, mình sẽ dùng cái tờ giấy màu hồng này. Để ở đây mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mình sẽ cắt 7 cái hình tròn nhé. Mình sẽ cắt ra những cái hình tròn như thế này. Ba cái nữa. Rồi mình sẽ gắn lên những cái chỗ trống ở bên ngoài này nhé. Mình cầm một cái nữa nhỉ.
Đó. Vậy là mình đã làm xong những cái hình tròn như thế này. Tiếp theo mình sẽ làm một cái cây nhé. Và bằng cái cây thì các bạn có thể sử dụng bằng giấy này hoặc là những cái cây nhá, cái cây giống như cái que kem hay là những cái cây thẳng mà mình có sẵn ấy. Ở đây mình sẽ dùng giấy để tạo thành một cái cây nhá. Mình sẽ sử dụng một tờ giấy này, sau đó bây giờ mình sẽ cuốn nhỏ nó lại. Mình sẽ cố định bằng keo này. Đó, như vậy là mình đã làm được một cái cây như thế này. Giờ mình sẽ làm nó lên cái phần quạt nha. Như vậy là mình đã làm xong một cái quạt cầm tay như thế này rồi. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người.